Chào mừng các bạn đến với bản tin Thiết Giáp, Kẻ Hủy Diệt của Nga tập kích mục tiêu quân sự Ukraine. Ngoặc kép chấm, trên kênh ST News Thiết Giáp, Kẻ Hủy Diệt, BMPT được xem đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bọc lót cho xe tăng Nga ở Donbass, đông Ukraine giúp Moscow đạt được lợi thế đáng kể trước Kiev. Trong giai đoạn 1 của chiến dịch quân sự, lực lượng vũ trang Nga đã đối mặt với một vấn đề, đó là nhiều xe tăng của họ được triển khai mà thiếu sự hỗ trợ từ pháo binh hoặc bộ binh, khiến cho chúng dễ bị tổn thương trước vũ khí Ukraine, đặc biệt là các tên lửa chống tăng Javelin mà Mỹ cấp cho Kiev. Vì vậy, quân đội Nga đã quyết định đưa thiết giáp BMPT tới Ukraine để thực hiện nhiệm vụ quan trọng, hiệp đồng tác chiến, bọc lót cho các xe tăng chủ lực của Moscow nhằm đảm bảo duy trì đà tiến trên tiền tuyến. BMPT có nghĩa là thiết giáp chiến đấu hỗ trợ xe tăng. Nó thực chất được chế tạo dựa trên khung gầm xe tăng T-72 và được trang bị giáp phản ứng nổ Rilitkat. Hai khẩu pháo tự động 30mm là vũ khí chính của BMPT. Ngoài ra, nó còn được trang bị 4 tên lửa chống tăng có điều khiển Ataka T-9M120-130mm và súng máy PKTM-7.62mm. Hai pháo tự động 2A4-230mm có thể bắn 800 lần một phút ở khoảng cách 3,7 km và tên lửa chống tăng có điều khiển Ataka-T của nó có thể bắn xuyên qua lớp giáp hơn 60cm. BMPT-72 cũng được trang bị thiết bị nhìn đêm, hệ thống dò tìm bằng tia laser tầm xa và hệ thống tên lửa dẫn đường bằng tia laser. Ngoài hệ thống vũ khí mạnh mẽ, điểm mạnh của BMPT-72 còn nằm ở chiều cao của tháp pháo. Nhờ cấu tạo tháp pháo ở vị trí cao, BMPT-72 có thể tấn công từ vị trí ít bị đối thủ phát hiện. Hệ thống vũ khí đa dạng của nó cho phép thiết giáp này có thể tiêu diệt các mục tiêu khác nhau, từ xe tăng, bộ binh, cũng như trực thăng và máy bay bay thấp. BMPT-72 Terminator có khả năng phòng thủ cao, giúp kíp lái sống sót ngay cả sau một vụ nổ hạt nhân hay bị tấn công bởi các hệ thống vũ khí sinh học. Theo chuyên gia, đây là một thiết giáp mà Nga khá tự tin triển khai vì nó có thể hỗ trợ cho các xe tăng và trấn áp hỏa lực của đối phương khi tiến hành các cuộc tấn công trong khu vực đô thị. Vai trò của BMPT đã được thể hiện trong trận Severodonetsk, Donbass. Vũ khí này được xem là đóng vai trò giúp Nga giành được lợi thế để duy trì đà tiến của Moscow trên thực địa, sau khi hệ thống hỏa lực áp đảo của Moscow có nhiệm vụ dồn lực lượng Ukraine lùi dần và co cụm về sau. Sau khi Ukraine rút khỏi Severodonetsk và thành phố lân cận Lysychansk, Nga được xem điều BMPT theo hướng Tây để tiếp tục chiến dịch quân sự. BMPT hiện đang tác chiến ở Siversk, Donbass, điểm nóng mới tại đông Ukraine. Hiện chưa thể đánh giá chính xác hiệu quả của BMPT trong việc bảo vệ xe tăng trong tác chiến, nhưng quân đội Nga dường như rất tự tin vào năng lực của khí tài này. Mặt khác, Nga sở hữu không nhiều BMPT trong kho vũ khí, vì vậy, hiệu quả của thiết giáp này trên một khu vực chiến trường rộng lớn có thể chưa thể hiện một cách toàn diện. Tuy nhiên, với việc Nga duy trì được đà tiến ở Ukraine trong thời gian qua, vai trò tác chiến và bọc lót xe tăng chủ lực của BMPT là không thể xem nhẹ. Cảm ơn các bạn đã xem. Nhớ đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ và cập nhật những video mới nhất từ kênh tin tức ST.